trên mặt mình có sự thay đổi thì cái cuộc sống mình cũng sẽ thay đổi như vậy. Thì trên mặt cô được thay đổi cái đẹp thì đương nhiên cái cuộc sống cô sẽ như vậy. Da lúc trước da cô nó nhăn nheo, người ai nhìn vô cũng già, mà thật sự cô cũng cảm nhận được điều đó đó. Nhưng mà khi mà làm cải thiện da như vậy rồi thì cô thấy nó da mình nó căng nè, rồi nó bật tông màu sáng, nó nhìn vô thì nhìn trẻ lắm. Thậm chí lúc trước cô không biết thích nhìn gương đâu, nhưng mà bây giờ cô lại thích nhìn gương. Vậy là tuyệt vời quá rồi đúng không cô? Đúng rồi. Chứ hỏi con nè, cô lớn tuổi như vậy nè, ta nói là thất thập cổ thi nè. Mà bây giờ cô đã được như vậy là cô cảm thấy cô quá ngon lành rồi. Thì đây là cái phương pháp mà nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, giúp làm trẻ hóa và nuôi dưỡng da để làm cho da của mình khỏe hơn, dày hơn, sáng hơn, mịn hơn. Thì sau khi làm được một lần thì mình thấy là da của cô bắt đầu nó mịn màng, nó căng, nó cái độ ẩm trên da nó tốt hơn, nó không có bị khô như ngày xưa nữa. Và cái lớp nhân DDT bắt đầu mình thấy là nó cải thiện, nó giảm bớt rất là nhiều.